Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về Dũng Lò Vôi hiện tại làm công việc gì. Dũng Lò Vôi hiện tại đã tuyên bố chuyển giao quyền lực cho vợ mình và rời thương trường. Cụ thể ông thông tin qua Facebook cá nhân. Hôm nay là ngày rằm tháng 4 năm 2020, là ngày lễ Phật Đản, cũng là ngày Huỳnh Uy Dũng rời khỏi thương trường. Rất vui mừng cho đất nước chúng ta, về cơ bản đã vượt qua mùa dịch, nên Thủ tướng Chính phủ đã cho khu du lịch mở cửa trở lại, và cũng là tuần đầu tiên, vợ mình làm tổng giám đốc điều hành công ty cổ phần Đại Nam. Bà xã mình đã quyết định miễn phí vé cổng cho khu du lịch Đại Nam, và bà xã mình vẫn tiếp bước theo ý nguyện trước đây của mình là dùng 100% lợi nhuận từ việc kinh doanh của công ty cổ phần Đại Nam vào các công tác vì cộng đồng của quỹ từ thiện Hằng Hữu. Còn riêng mình, tuổi đã ngoài 60, nhân ngày Phật Đản hôm nay, mình đã thắp hương cáo phó với trời Phật về quyết định của hai vợ chồng mình. Mình sẽ chính thức dừng việc kinh doanh kiếm tiền, chỉ tập trung vào công việc thiện nguyện bằng cách bán những tài sản mình đã tạo dựng trong hơn 40 năm qua để giúp đời giúp người. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 5, trên thương trường sẽ vắng một Huỳnh Uy Dũng, mà trên con đường thiện nguyện của đất nước sẽ có thêm một người thiện tâm, lấy việc giúp bá tánh làm niềm vui, niềm hạnh phúc. Khi ra quyết định này thì Dũng Lò Vôi đã từng có 60 năm gian nan, khổ cực và cũng có những dấu ấn thật huy hoàng. Ông đã từng lãnh đạo và vực dậy công ty Sơn Mài Thành Lễ, từ một doanh nghiệp làm ăn thua lỗ nặng đến một doanh nghiệp trả sạch nợ và có lợi nhuận cán mốc 28,8 tỷ đồng. Ông cũng từng được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam khóa 2, nhiệm kỳ 1994 đến 1996. Những năm 1990 đến 1993, ông Dũng đã làm dự án và làm một điều mà giới đầu tư cho là khùng khi quyết định rót vốn vào thực hiện thí điểm xây dựng khu công nghiệp đầu tiên của Việt Nam, đó là khu công nghiệp Bình Đường. Sau đó là khu công nghiệp Sóng Thần 1 với diện tích 178 hectare vào tháng 9 năm 1995. Do đón đúng nhu cầu phát triển, cả hai khu công nghiệp ngay sau khi hình thành đã được lấp kín bởi các dự án đầu tư trong và ngoài nước, gồm cả các dự án của EPC Tăng Minh Phụng. Lần lượt các khu công nghiệp Sóng Thần 2 diện tích 279 hectare và Sóng Thần 3 diện tích 533 hectare, rồi đến khu du lịch sinh thái diện tích 467 hectare ra đời. Ông Dũng còn có hơn 455 hectare ở khu trung tâm hành chính Dị An và hàng trăm hectare cao su ở Bến Cát, Mỹ Phước. Tháng 9 năm 2007, ông khởi công xây dựng khu du lịch Đại Nam Văn Hiến với dự định mang tiếng hâm hâm khi đầu tư 5.000 tỷ đồng và 2.000 nhân công xây dựng. Trải qua lời nói không hay trong quá trình thi công, cuối cùng ông cũng khánh thành khu du lịch Đại Nam. Bình quân mỗi năm, Đại Nam đón khoảng 5 triệu khách và hiện tại đã trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Việt Nam. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.